Tổng Trọng ngang nhiên làm trái luật thì đừng mong pháp luật được thượng tôn. Chính quyền tại Việt Nam vẫn tuyên truyền vận động để người dân thực hiện khẩu hiệu sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, giữa lời nói và việc làm của lãnh đạo nhà nước Việt Nam cho thấy lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Câu chuyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được báo Công an Nhân dân vào ngày 1 tháng 2 năm 2021 khi đó tường thuật là một ví dụ cụ thể như sau. Sáng ngày 1 tháng 2, tại buổi họp báo sau khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kể lại câu chuyện mang tính cảnh tỉnh và răn đe nghiêm khắc về trường hợp hối lộ, xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để biếu xén, lấp liếm. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước nói về chiếc vali chứa đầy đô la của người chạy tội. Theo đó, khi mở vali để kiểm tra phát hiện toàn tiền đô la, Tổng Bí thư cho biết tôi yêu cầu khóa vali lại, niêm phong và lập biên bản. Liên quan đến lời kể này của Tổng Bí thư sau đó, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận đã lên tiếng phê phán về cách xử lý trái luật của những người có trách nhiệm. Theo ông Trần Quốc Thuận, không thể có chuyện xách cả đống tiền đến hối lộ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương như thế mà lại Tổng Bí thư chỉ đạo cho đem gói lại, mang về như thế được. Công luận cho rằng việc chuyện kể trên chỉ là một trong muôn vàn các phát biểu hay hành động của lãnh đạo Việt Nam khi nói không đi đôi với việc làm. Đó là lý do vì sao dư luận xã hội đã mất lòng tin vào lãnh đạo cũng như truyền thông của nhà nước. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 19 tháng 1 cũng đưa tin từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không, công an triệt phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử cũng là một trong những ví dụ. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, tại hội nghị phòng chống ma túy qua đường hàng không vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ việc phát hiện 4 tiếp viên Vietnam Airlines xách ma túy, cơ quan công an đã phá đường dây ma túy lớn nhất lịch sử, dự kiến sắp tới đây sẽ khởi tố khoảng 500 người. Được biết, vào tháng 3 năm 2023, truyền thông nhà nước loan tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các cơ quan liên quan khi tiến hành kiểm tra thì phát hiện trong 4 vali của 4 tiếp viên nói trên, ngoài các vật dụng cá nhân còn có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng. Danh tính 4 tiếp viên này được nhà chức trách công bố bao gồm Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Nhụ Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh. 4 tiếp viên khai nhận họ vận chuyển các tuýp kem đánh răng nói trên với tiền công chỉ có 10 triệu đồng và khai rằng họ không biết bên trong có ma túy. Một trong 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển chất cấm bị bắt quả tang. Việc các cơ quan chức năng nhanh chóng trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển ma túy bị bắt quả tang đã khiến cho dư luận xôn xao và bất bình. Có tin đồn cho rằng một trong 4 tiếp viên là cháu của một lãnh đạo trong tứ trụ nên sự việc đã được giải vây nhanh chóng, khiến mạng xã hội dậy sóng. Trả lời câu hỏi của phóng viên, một đại diện của công an nêu lý do thả 4 tiếp viên hàng không, đó là vì họ trong sáng và có nghiệp vụ. Công an cho biết 4 người đều đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều. Công luận chỉ ra một điều rất vô lý, đó là đống kem đánh răng chỉ đáng giá vài trăm đô la, nhưng các tiếp viên Vietnam Airlines lại được hứa sẽ được trả công từ gấp 2 hoặc 3 lần giá trị của số lượng hàng hóa sách thuê. Điều này không làm cho họ có chút nghi ngờ hay sao? Cũng chính vì điều này khiến càng ngày càng có nhiều người nghi ngờ vì sự mờ ám bên trong vụ việc. Giải thích vì lý do trả tự do cho 4 tiếp viên vận chuyển ma túy bị bắt quả tang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Mai Hoàng cho hay, vào thời điểm phát hiện 4 tiếp viên xách ma túy, lực lượng điều tra đã đặt câu hỏi cho những người này như có biết bên trong là ma túy hay không? Ý thức chủ quan như thế nào? Sau khi phân tích xem công việc hàng ngày, cảnh sát đã xác định 4 tiếp viên thường vận dụng việc vali thừa cân để vận chuyển thuê hàng hóa về Việt Nam. Ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vẫn theo Thiếu tướng Hoàng, trong chuyến hàng đó người ta được trả công nhiều nhất là 2,6 triệu đồng và ông cũng cho hay đặt tính nhân văn lên hàng đầu và với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên dù nhiều áp lực. Cũng theo Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cả 4 tiếp viên đã hỗ trợ cảnh sát rất nhiều vì trong sáng và có nghiệp vụ.
giới quan sát và công luận thắc mắc đều có chung một câu hỏi rằng có phải đây lại là một chuyến bay giải cứu có thân nhân của các quan chức cấp cao hay không? Việc giải cứu cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines sách ma túy phạm pháp quả tang được trả lại tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố. Đây là tiền lệ rất nguy hiểm cho xã hội, đồng thời là một quyết định rất khó hiểu của cơ quan điều tra, thậm chí có những người nghi ngờ rằng các tiếp viên hàng không có thế lực chống lưng. Để xây dựng một nhà nước pháp quyền hay một xã hội thượng tôn pháp luật ở Việt Nam hiện nay, trước hết lãnh đạo đảng và nhà nước phải có ý thức trách nhiệm nêu gương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo.de với bản tin Tổng Trọng ngang nhiên làm trái luật thì đừng mong pháp luật được thượng tôn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Sự thật về Lenin và học thuyết của chủ nghĩa cộng sản là gì? Vào ngày 21 tháng 1 năm 2024 là ngày kỷ niệm 100 năm Lenin, cha đẻ của cách mạng vô sản ở nước Nga, là cha đẻ của nhà nước Liên bang Xô Viết. Đài tiếng nói nước Pháp FI vào ngày 21 tháng 1 đưa tin Nga không có hoạt động kỷ niệm chính thức nhân ngày 100 năm ngày mất của Lenin. Bản tin cho biết dù trên nước Nga vẫn còn khoảng 600 bức tượng Lenin ở nơi công cộng và xác ướp của ông vẫn nằm trong lăng giữa thủ đô Moscow, nhưng hình ảnh của ông đang dần bị rơi vào quên lãng. Vào ngày 21 tháng 1 là ngày đánh dấu 100 năm ngày Lenin qua đời, nhưng không có một hoạt động tưởng niệm nào của quần chúng cũng như chính quyền nước Nga đáng kể được tổ chức. Nga không kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lenin. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay về mặt hình thức được cho là vẫn duy trì hệ thống tư tưởng dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng của ông Hồ Chí Minh. Song thực chất, Đảng Cộng sản Việt Nam được đánh giá chỉ còn là cộng sản trên danh nghĩa. Khi nhận xét về lời nói đầu của dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 vào tháng 10 năm 2013, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại thừa nhận rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Lenin từng được mệnh danh là cha đẻ của học thuyết chủ nghĩa cộng sản, làm nền tảng tư tưởng cho một phong trào cách mạng giải phóng dân tộc với mục tiêu đưa tầng lớp công nông và các dân tộc nhược tiểu thoát khỏi áp bức bóc lột. Sau Thế chiến thế giới lần thứ hai, học thuyết của Lenin được phát triển nhanh chóng ở các nước Đông Âu, Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, sau khoảng hơn 40 năm, học thuyết của Lenin đã phá sản hoàn toàn. Bởi thực tế, nó đã chứng minh đây chỉ là một chủ thuyết mơ hồ, ảo tưởng, duy ý chí. Học thuyết của Lenin không đưa được các dân tộc bị áp bức tới đời sống ấm no, hạnh phúc như tuyên truyền. Đổi lại là các cuộc chiến tranh hao xương tốn máu. Việt Nam là một nạn nhân của chủ thuyết này với một cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong giai đoạn 1954 đến năm 1975. Kể từ năm 1989, với sự sụp đổ hàng loạt của các quốc gia trong hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và sau đó là Liên Xô vào năm 1991, đã báo hiệu sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Về nguyên nhân của sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, giới chuyên gia cho rằng có hai nguyên nhân cơ bản. Thứ nhất là thể chế chính trị ở các quốc gia đó không đại diện cho nhân dân. Thứ hai là nền kinh tế bao cấp gây ra sự chỉ trệ, không đáp ứng được những đòi hỏi từ nhu cầu của xã hội. Dùng bạo lực cưỡng chế đất đai ở nông thôn, một tàn dư của chủ nghĩa chuyên chế. Cựu Tổng thống Ba Lan Lech Walesa, người từng được giải Nobel Hòa Bình, cựu Chủ tịch Công đoàn Đoàn kết đã từng tuyên bố như sau. Người Cộng sản là những tổ sư chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó trở lại thành cái hồ cá. Liên quan đến cái chết của Lenin, trái ngược với hình ảnh Lenin ở Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam tô hồng với biết bao nhiêu huyền thoại. Thực tế, Lenin là một kẻ bê tha. Rất ít người Việt Nam được biết rằng các sử gia từ lâu đã khẳng định lãnh tụ cách mạng Nga Lenin đã phải chịu đựng 3 cơn đột quỵ liên tục dẫn đến cái chết của ông. Theo đài BBC chia sẻ như sau,
những chứng cứ mới nhất được phát hiện cho thấy Lenin qua đời vì căn bệnh lây lan truyền qua đường tình dục là bệnh giang mài. Trong hồ sơ lưu trữ tại Đại học Columbia, New York, cô Helena đã tìm thấy bản tham chiếu liên quan đến sự thật hiển nhiên về căn bệnh của Lenin do nhà khoa học lỗi lạc người Nga Ivan ghi lại. Các bác sĩ của Điện Kremlin đã từng nghiên cứu về bệnh giang mai của Lenin đều bị cấm nói về những thông tin này và họ đã bị buộc phải tiêu hủy tài liệu của chính thức. Sau biến cố Đông Âu và sự sụp đổ của Liên Xô, các lãnh tụ Cộng sản đã sớm nhận ra sự thật về chủ nghĩa Cộng sản và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng quyết định đưa đất nước rời khỏi con tàu đang sắp chìm bằng công việc đổi mới kinh tế vào năm 1986. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn cố ngồi đến 3 nhiệm kỳ, hoàn toàn trái với quy định của Đảng. Trong cuốn Bên thắng cuộc, Trung tướng Võ Viết Thanh, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ thuộc Bộ Công an, đặc trách an ninh giai đoạn 1987-1991 có kể rằng: gặp các vị đương chức tôi hay hỏi, nếu bây giờ tranh cử với một người chủ trương dân chủ trương kinh tế thị trường, mà quý vị vẫn chủ trương định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ trương chuyên chính vô sản, chủ trương quốc doanh chủ đạo, dân có bầu quý vị hay không? Theo Trung tướng Võ Viết Thanh, các vị trả lời là không. Tôi bảo sao quý vị biết lòng dân như vậy mà vẫn cứ cố tình nói khác, làm khác. Điều đó cho thấy những người trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản, họ hiểu rất rõ rằng họ đang đứng ở đâu và lòng dân hiện nay như thế nào. Sự thật về Lenin và học thuyết chủ nghĩa Cộng sản cũng như chủ nghĩa xã hội tươi đẹp là như thế đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Những sự thật về Lenin và học thuyết chủ nghĩa Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de